Thành Vinh ở Cà Mau có hỏi, hiện tôi đang dùng trà dạo cổ Lan Hòa Bình, mùi vị rất là thơm ngon và đặc biệt rất là tốt cho sức khỏe. Tôi bị bệnh gan nhiễm mỡ, sau khi sử dụng trà dạo cổ Lan một thời gian tôi đã hết bệnh. Tôi có sở thích là uống rượu, trong nhà hiện nay sưu tầm rất là nhiều loại rượu. Tôi đang có ý định là ngâm rượu dạo cổ Lan. Xin hỏi là dạo cổ Lan có dùng để ngâm rượu được hay không? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ nhà thuốc, tôi xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, dạo cổ Lan Hòa Bình thì có vị đắng ngọt hậu, mùi thơm rất là dễ chịu. Cách dùng trà dạo cổ Lan phổ biến nhất hiện nay là pha hãm nước uống thay nước hàng ngày. Đây là cách làm tối ưu để phát huy hết tác dụng của một loại trà thảo dược. Hơn thế nữa thì trà dạo cổ Lan có một đặc điểm là dây rất là nhỏ và dễ dàng cho việc đun nấu hay là pha hãm, nên hầu hết các bệnh nhân sử dụng theo phương pháp là pha hãm để sử dụng. Một số cách dùng dạo cổ Lan mà có thể bạn chưa biết như là nấu canh dạo cổ Lan. Dạo cổ Lan tươi thì chúng ta có thể hái về rồi nhặt bỏ tạp chất, loại bỏ những cọng già, sau đó thì lấy những cọng non rồi đem nấu canh như là một loại rau thông thường. Cách thứ hai là bạn có thể dùng dạo cổ Lan để ngâm rượu. Có thể ngâm dạo cổ Lan tươi hoặc là dạo cổ Lan khô thì đều được. Cách ngâm là đối với dạo cổ Lan khô thì 5 lít rượu ngâm với 1 kg dạo cổ Lan khô. Còn đối với tươi thì 15 kg dạo cổ Lan tươi ngâm với 10 lít rượu trắng. Ngâm trong khoảng thời gian 1 tuần là có thể sử dụng được. Mùi vị của rượu dạo cổ Lan thì rất là thơm ngon và có vị ngọt rất tốt cho sức khỏe. Do vậy thì nếu như thích ngâm rượu thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng dạo cổ Lan.